chạy, thích Minh chạy á, tỷ nghe những lời của cô Hằng nói, tỷ nằm đêm mới suy nghĩ, đáng thương cho cô Hằng, rất là tỷ rất là đáng thương. Đối với tỷ đó ha, là nguyên một cái gia sản của cô Phương Hằng, đổi cái nồi cơm điện của thầy Thích Minh Đại là không có bằng đâu. Cái người đời đó, ta thấy của cải vật chất hột tròn kim cương người ta nói là quý, còn đối với tỷ, tỷ không có gì quý bằng cái nồi cơm điện của thầy Thích Minh Đại hết. Ông bưng cái nồi nơi nào là nơi đó mới có cơm ăn đó. Còn mà cái nồi của ông lặt xuống ông không bưng đó, thì mới biết cái cảnh của thế gian nha quý vị đạo hữu, tôi lộ luôn đó. Tôi nói cho cô Hằng nghe nè, khi mà cô đã đi tù rồi á, tất cả đất nước Việt Nam này ta yên lặng lắm. Tưởng đâu cô đi tù rồi cô trở ra thì cô buông bỏ hết, cô không ngôi mất chuyện của thế gian, mà cô tật nào tánh nấy cô không buông bỏ được. Thôi giờ tôi mong cô nghe được cái clip này, cô buông hết đi, cô lo cho gia đình cô, lo cho bản thân cô đi. Luật nhân quả không bao giờ sơ chạy được đâu cô. Luật nhân quả mình nói là có long thần hộ pháp, người ta ghi chép cho mình hết trơn là cô ơi, giờ này cô không biết ai đúng ai sai. Mà đối với bản thân tôi đó, nói cho cô nghe nè, nguyên cái tài sản của cô ha, xe du lịch vân vân, cả cái Đại Nam, cả hộp tròn kim cương, đổi cái nồi cơm điện của thầy Thích Minh Tuệ là bản thân tôi không đổi đó. Tại vì thầy Thích Minh Tuệ ổng không có của gì có giá trị hết, mà cái nồi cơm điện của ổng, khi mà ổng dừng cái nồi cơm điện là ổng trở về cõi Phật, ổng trở về là một vị Phật rồi, ổng không còn bị đọa lạc cõi tiên há là cõi người gì hết nha cô. Thôi mong cô á, nghe được cái clip này cô buông tha cho thầy Thích Minh Tuệ, mà buông tha cho chúng sanh đất nước Việt Nam đi cô. Cô lo bản thân cô và lo gia đình cô đi, đừng có nói chuyện của ai, để cho đất nước Việt Nam người ta im lặng đi, đừng gây sóng gió nữa cô ơi. Thời buổi bây giờ á, nó đủ thứ chuyện tới rồi cô ơi, lo trở về giữ tâm thanh tịnh mà niệm Phật. Rồi tôi cũng mong cả cộng đồng mạng, cả thế giới này, thôi giờ á, đừng có để ý những lời của cô Phương Hằng nói nữa, thì trở về cúng lại niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh đi, để mình lo cho bản thân mình đi, mình lo cho có quyền mình, lo cho gia đạo mình đi, mình đừng có đấu với bà nữa. Bà nói gì cũng được, cho mà nói đúng được, bà nói sai cũng được, mà luật nhân quả không có chạy đường nào mà khỏi hết trơn á quý vị ơi. À, thì tôi thấy quý vị xôn xao quá với bà Phương Hằng rồi, thì thôi giờ á, mong quý vị, tôi nằm mộng thấy cha ổng đưa cơ, mẹ đưa cơ, thì tôi biết thời cuộc nó cũng là mỏng dữ lắm rồi. Tôi khuyên cả thế giới, cả cộng đồng mạng, đừng có đấu khẩu với bà Phương Hằng nữa, đừng có lên YouTube đấu khẩu hoài, thì làm mình cũng bị họa lây thôi. Tại chuyện của người ta mình đem ra mình nói hơn nói thua, mình đấu khẩu mắng nhiếc qua lại thì mình cũng chịu cái khẩu nghiệp thôi. Thì tôi mong cả thế giới, cả cộng đồng mạng, là mình đã biết thầy Thích Minh Tuệ là ai. Nếu quý vị ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ và tôn trọng thầy Thích Minh Tuệ như một vị Phật, vị nhà sư, thì thầy Thích Minh Tuệ đưa cái hạnh gì thì mình thương thầy Thích Minh Tuệ, mình hạnh y gan cái hạnh của thầy Thích Minh Tuệ. Ai bà Nguyễn Phương Hằng bà muốn nói gì bà nói chạy với đi, tại vì thầy Thích Minh Tuệ ông dạy cho mình đó, mình tu nhẫn đó, thì mình bắt trước theo thầy Thích Minh Tuệ đi, như vậy mới gọi là mình thương mình quý thầy Thích Minh Tuệ. Còn cô Nguyễn Phương Hằng, tôi lên cái clip này cô nhìn kỹ mặt tôi đi, tôi nói cho cô nghe nè, thí dụ bây giờ á, tôi bưng lại cho cô một mâm trái cây mà tôi cho cô, mà cô chê cái mâm trái cây của tôi không ngon, cô không nhận, thì mâm trái cây này tôi bưng về rồi, bưng về nhà cho tôi rồi, mà cô chửi cô mắng ông Thích Minh Tuệ mà ông không trả lời, thì cái quả cô tự gánh lấy mà thôi nghe cô. Thì tôi khuyên cô, nếu mà cô nghe được cái clip này, cô nằm đêm suy nghĩ những lời tôi năn nỉ chia sẻ với cô, để mà cô bình lặng cái tâm lại đi. Cô đừng có đem chuyện của thế gian lên cộng đồng mạng, rồi vô tình á, khi mà cô không kiềm chế được cái tâm của cô đó, cái khẩu của cô tạo nghiệp nhiều quá, cô trở tay không kịp. Tôi nghe cô nói mà tôi rất là đáng thương nghe cô Hằng. Tôi thương cho cô á, nhiều đời nhiều kiếp cô đã gieo
phước điền giàu có quá mà kiếp này cô không biết trân trọng, mà cô để lên cô nói thầy Thích Minh Tuệ cái này cái kia, tôi cũng rất là đáng thương cô, tôi cũng không muốn cho cô mà sai lầm rồi thêm sai lầm nữa nha. Phải xem kỹ ba màu áo của thầy Thích Minh Tuệ, một màu màu đỏ, một màu màu vàng, một màu màu đen, sắp tới nữa đó là cái lá cờ đó quý vị đạo hữu. Ông nhận lệnh của ở trên để ông cầm cái lá cờ ông phất đi để độ giang sơn sạch tất cả đất nước này đó quý vị đạo hữu. Cái đó là lá cờ của thầy Thích Minh Tuệ ba màu đó quý vị ơi. Quý vị coi ông còn một cái màu đen nữa mới đủ. Cái mật khẩu của Du Di á, Trần Gian người ta không có biết đâu, mà ngài bước ra chân ra đi tiếp nữa là ngài đi quá độ đó, ngài đi quá độ để cho nước Việt Nam mình được bình yên vô sự đó, là ngài nhận lệnh xuống đây đó. Tại vì ngài là một đức Phật mà chuyến này á, ngài á, là Phật Vương độ chúng thế giới được bình an, mà ngài chuyến này xuất hiện cái mặt của Quan Âm Bồ Tát mà đệ. Cái mặt hiện bây giờ của ngài ra cái mới thất thì đây là cái khuôn mặt của mẹ Quan Âm đó. Tại vì ngài đi cái hạnh của Quan Âm đại từ đại bi đại hỷ đại xả cho chúng sanh, ngài không bao giờ để một câu một ý gì của chúng sanh mà ngài không chấp không nhất không gì hết. Chuyến này ngài ra là cái khuôn mặt của ngài thay đổi mà. Cái mặt đó là các quý vị nhìn đi y gan như mẹ Quan Âm. Mà cái hậu quang cái chuyến này của thầy Sư Minh Tuệ ra là nó cái hậu quang nó bao bọc hết cả đất nước Việt Nam, mà cả thế giới nước nào hiền lương là ngài sẽ bao bọc hết. Còn mà nước nào mà không hiền lương thật thà chất phát á, mà tối ngày cứ gây sóng gió rồi chiến tranh rồi hại muôn loài vạn vật thì là ngài không xin được thôi. Ngài là một vị Phật mượn cái xác ngài xuống lâm phàm hạ giới mà để đâu phải ngài tầm thường đâu mà. Bởi vì từ cái chỗ mà tỷ thấy được ngài thầy Thích Minh Tuệ, tỷ nghe những lời của cô Hằng nói, tỷ nằm đêm mới suy nghĩ đáng thương cho cô Hằng, rất là tỷ rất là đáng thương. Đối với tỷ đó là nguyên một cái gia sản của cô Phương Hằng đổi cái nồi cơm điện của thầy Thích Minh Tuệ là không có bằng này. Cái người đời người ta thấy của cải vật chất hột sòn kim cương người ta nói là quý, còn đối với tỷ tỷ không có gì quý bằng cái nồi cơm điện của thầy Thích Minh Tuệ hết. Ông bưng cái nồi nơi nào là nơi đó mới có cơm ăn đó. Còn mà cái nồi của ông lặt xuống ông không bưng đó thì mới biết cái cảnh của thế gian nha quý vị đạo hữu, tôi lộ luôn đó. Thầy Thích Minh Tuệ đó là không có nói là đắc pháp, mà thầy Thích Minh Tuệ được đó, ở trên á và mẹ Quan Âm mượn cái xác để xuống dưới trần gian này á, là cứu dân độ thế. Cái điển của thầy Thích Minh Tuệ là điển của một vị Phật là bao hết cả thế giới mà. Cánh sáng hậu quang của ngài Thích Minh Tuệ mà, chứ không có đắc pháp. Đắc pháp á, là cái xác người ta đắc á, là nhiều năm về trước rồi. Rồi khi mà vô đó đó ngồi thiền á, mà trời đánh đó là cái xác của người ta là đổi xác rồi đệ. Đổi xác rồi, nói chung là thầy Thích Minh Tuệ là Phật xuống thế luôn để mà cứu dân độ đời thôi, chứ còn không có nói là đắc pháp nữa. Để đắc là người ta đắc cái kỳ mà người ta tu hành rồi trời đánh người ta đắc linh hồn người ta về có Phật rồi để. Rồi hiện tại bây giờ là vị Phật, vị Bồ Tát và mười phương chư Phật á, trợ điểm cho thầy Thích Minh Tuệ để xuống dưới nước Việt Nam mình, để mà cứu cả thế giới nước Việt Nam mình, chứ còn không có nói là đắc pháp nữa. Thầy là một vị Phật xuống trần mượn cái sắc phàm này rồi còn đắc pháp là cái hồn người ta về chết rồi. Để bây giờ mà giàu cho ai có chửi có mắng có nói gì đâu có ăn nhầm gì tới ngày đâu, mà mình khởi ý là thầy Thích Minh Tuệ ông đã biết rồi chứ đừng có đợi tới mình nói đây. Tại ngài đem một cái năng lượng cánh sáng hào quang để biết một đêm mà thầy Thích Minh Tuệ mà ngồi như vậy đó là ngài, cái điển này của ngài người ta phủ đi cả thế giới nha. Cái nước nào mà của người ta biết tu là cái điển của người ta tới đó rồi.
Ông Phật á, ổng cũng không có chấp gì chúng sanh đâu, ổng chờ chúng sanh giác ngộ. Dầu hồi đó giờ mà cô Hằng này nói xấu hả, chửi mắng cô quánh á, thầy Thích Minh Tuệ á, thầy cũng không nói tiếng nào đâu. Mà mong á, một cái clip này lên á, mà cô á, Hằng này mà nghe được cái clip này mà không còn á, là à, nói xấu thầy Thích Minh Tuệ, không còn mắng nhiếc á, là Phật trời tha thứ cho cô Hằng. Mà nếu mà lên cái clip này mà cô Hằng vẫn còn ngoan cố mà cứ đem cả thế giới moi móc chuyện của người ta ra mà nói xấu lên cả cộng đồng mạng, thì lực nhân quả cô Hằng này không có chạy khỏi. Mà tôi đã nói rồi à, thầy ông nói giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn có một giờ, mới thấy đó bỗng liền mắt đó. Mà nếu mà màn ba này mà ai tạo khổ nghiệp không có chết liền đâu đệ, phải trả bệnh tai biến bệnh đủ thứ hết trơn, trả một cái giá đắt, rất là đắt giá, để cho làm gương cả thế giới cả chúng sanh thấy đó mà phải sợ hãi không còn không giữ nữa. Còn mà nếu mà cô Nguyễn Phương Hằng mà cô nghe được cái clip này, cô quay đầu là ông Phật ông không có chấp chúng sanh đâu, mà cha Ngọc Hoàng, mẹ Địa Mẫu, cả tam cõi cộng đồng Phật Thánh Tiên á, là thương con dòng giống tiên, mong cho các con các cháu ở chằng miền này để quay đầu là bờ thôi. Tu nhất kiếp ngộ có một giờ đó, mà giờ này mà nếu mà cô Hằng mà còn từ nay trở về sau mà còn chỉ nhục thầy Thích Minh Tuệ, nói xấu cả cộng đồng mạng, thì cô á, là bị phạm cái lực của trên mười phương chư Phật và cha Ngọc Hoàng, là trời không tha đó, không có tha đâu. Cái lực này là đâu có, ở trên đâu có tha được. Mà từ hồi bấy lâu nay là ở trên chưa có phán xét là cho cô Hằng á, là tội lỗi gì hết. Tại vì á, là còn chờ một giờ đó, người nào hữu duyên lên cái clip phiên mình mà mình giác ngộ á, là ăn xá cho mình. Mà mình không giác ngộ mà mình phạm thêm một cái lực là quá sức tưởng tượng của Phật Thánh Tiên, thì giờ đó là ông Ngũ Công Dương Phật, ông chánh sái đó, ông mới xử. Còn Phật không có xử đâu đệ, giao về cho tam tòa ta xử hết trơn à, chứ Phật không bao giờ nhúng tay vô của chúng sanh. Phật chỉ độ cho chúng sanh biết niệm Phật, ăn hiền ở lành, khi bỏ báo thân này Phật đưa linh hồn mình về cõi Phật thôi. Chứ còn Phật không có mà xử ai mà cũng không làm gì chứ. Ông Phật mà ông tất cả muôn loài vạn vật từ cây cỏ qua mẹ, ông Phật cũng thương hết. Ông có ghét bỏ ai, ông cũng không chơi ai chứ á. Mà ông chờ á, mình á, giác ngộ để ông độ thôi. Còn á, mình không giác ngộ thì đó là qua bên tam tòa người ta phán xét. Rồi á, cha Ngọc Hoàng cũng thấy mình phạm cái giới này nè, ông nhốt mình vô ngục tù tâm tối muôn thu vĩnh cửu, không còn linh hồn, không còn đào thai là kiếp người, cũng không còn hưởng thụ được cái gì hết trơn. Đó là cái lực, đó là qua bên cha với qua bên á, là tam tòa, chứ còn Phật không nhúng vô đệ. Bây giờ tỷ nói cho quý vị cộng đồng mạng nghe, bây giờ chuyện của cô Phương Hằng là chuyện của cổ, tiền kiếp cổ là ai tôi không cần thiết, tôi cũng không có nói chuyện của ai hết. Mà có một cái á, là chỉ là cô Phương Hằng này, người ta có một kiếp của người ta đó, là người ta thề nguyện vì chúng sanh, xin cha Ngọc Hoàng, mẹ Địa Mẫu cho người ta giàu có kiếp này, để người ta giúp tất cả cho chúng sanh, để cho chúng sanh á, là cơm no áo ấm và giúp đời đẹp đạo. Đó là cái thề nguyện của cái cô Phương Hằng này. Thì cha Ngọc Hoàng, mẹ Địa Mẫu mới cho cô Phương Hằng này một kiếp này được thành công và tội nguyện. Tại hồi xưa á, cô có một kiếp nghèo dữ lắm. Cô thấy chúng sanh á, cô đi tới cái làng đó chúng sanh bệnh nhiều, rồi á, nghèo khổ á, cô dậm cái giò xuống đất á, cô á, mới nguyện cho con xin một kiếp nữa, con giàu có con xuống trần để con cứu đời, giúp những người bệnh tật và lo cho chúng sanh. Thì kiếp này cổ được đã tội nguyện rồi, mà kiếp này mình tội nguyện rồi, mình phải trở về chân tâm Phật tánh. Bây giờ mình cho tất cả, bây giờ vạn tỷ đi, kiếp sau mình đào thai giàu có, mà mình cho là mình được phước rồi. Mình cho một mà mình tạo cái khẩu nghiệp, mình đem người ta lên cộng đồng mạng, mình nói xấu, mình chửi mắng người ta,
ai cũng là con người hết trơn, người ta cũng con người, giàu nghèo cũng con người, mà giàu cũng con người, mà mình cũng là con người, mà mình đem mình bêu xấu người ta ra cả thế giới cộng đồng mạng thì mình cũng chưa phải là cái bậc con dòng giống tiên. Con dòng giống tiên thì thí dụ giờ tôi sai nè, để sai nè, giống như để tới nhà tỷ, tỷ kêu ừ để ơi đốt nhang lại cầu xin đi, chứ tỷ đâu có đem lên cộng đồng mạng mà phê bình để đúng hay là để sai, đó mới gọi là con dòng giống tiên. Còn mà con dòng giống tiên hay tiên nữ gì xuống trần là đâu có đem cái khẩu nghiệp nói gì đấy. Cái khẩu nghiệp này là đâu có đúng với lực tiên được. Bên á, cõi tiên á, là cha mẹ dạy hết trơn rồi. Cái xác mình ở đây chứ cái hồn mình đi học hết trơn rồi, mình biết hết trơn rồi. Cái đạo làm người của mình đâu, người với người với nhau mà. Chứ đâu phải người ta cũng con người, mình cũng con người, giàu cũng là con người, nghèo cũng con người, chứ đâu phải là con thú vật, con thú để đánh người ta. Người ta cũng biết đau, người ta cũng biết la làng. Còn người với người là phải thương yêu đùm bọc lắm nhau. Nếu mà cô bố thí cô cho nhiều mà cô đừng tạo khẩu nghiệp, cô mới hưởng được nguyên vẹn. Còn cô cho một mà cô nói tới 10, cô đâu còn được cái gì. Kiếp sau cô cũng đâu có được hưởng gì đâu. Cái gì nó cũng có kiếp trước và kiếp này hết. Thì thành thử ra Phật Thánh Tiên cùng nhau xuống thế, người ta độ à, giúp ích cho đời đẹp đạo. Thí dụ người ta thấy như thầy Thích Minh Tuệ, ông thấy chúng sanh cái làng đó đó kiếp nạn sắp tới, thì ông phải đi cái làng đó để ông đem cái chân tâm Phật Thánh ông tu, ông cứu độ chúng sanh. Đó thì là Phật người ta biết chứ, cha mẹ Ngọc, cha Ngọc Hoàng người ta biết hết, chúng sanh ở miền nào xảy ra kiếp nạn ra sao ta biết hết mà. Mà thí dụ bây giờ một cái làng đó có một vị đó, người ta bên Bồ Tát đi, mà người ta xuống người ta cứu cái làng đó, mà coi như cái làng đó là tất cả không ai biết giác ngộ, thì Phật đâu có độ được. Tất cả nhân và quả chúng sanh là không ai nhúng được hết trơn. Tại vì màn này là màn phải dai là phải trả. Thầy ổng có nói nè, tu nhất kiếp ngộ có một giờ à. Tại vì chúng sanh không có biết ngộ. Tại vì á là tới là 100 năm nay rồi, thầy ổng đã ra cái cơ này để cho chúng sanh á phải cúng lại ăn chay niệm Phật, thương yêu muôn loài vạn vật, thương yêu anh em đùm bọc với nhau. Không có chúng sanh nào mà tạo khẩu nghiệp hết. Cổ ra tù rồi một cái cổ làm tới tới cho tất cả chúng sanh cộng đồng mạng, người ta người binh Thích Minh Tuệ rồi đem ra đấu khẩu với bà, kẻ nói qua người nói là kết cuộc tất cả chúng sanh mình chịu thiệt thòi hết. Người nào nói ít tội ít, người nào nói nhiều tội nhiều. Vậy thôi.